Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 dự kiến lùi sang tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7 thay vì tháng 6 như những năm trước, vì một số địa phương có thể kéo dài thời gian kết thúc năm học đến tháng 6. Theo ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức trong tháng 7 thay vì tổ chức vào cuối tháng 6 như những năm trước đây. Còn vấn đề thi một đợt hay hai đợt sẽ phụ thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh để Bộ Giáo dục Đào tạo có thông báo hướng dẫn kịp thời. Năm nay về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn ổn định như năm ngoái, nên kỳ thi năm nay sẽ giống như năm 2021. Do đó, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ không sửa quy chế và cũng sẽ không ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới như mọi năm. Sở dĩ phải lùi thời gian tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là do tình hình dịch bệnh nên nhiều địa phương phải hoàn thành kế hoạch năm học muộn hơn mọi năm, tức trước ngày 30 tháng 6, ông Phong cho hay. Cũng theo đại diện Cục Quản lý Chất lượng, thông thường mỗi năm, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố đề thi tham khảo vào khoảng tháng 3 hàng năm. Chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Bộ đang cân nhắc việc sẽ công bố đề thi tham khảo nếu có. Đơn vị này cũng sẽ công bố vào thời điểm như những năm trước. Trước đó, trong công điện gửi giám đốc các sở giáo dục đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý. Riêng đối với học sinh lớp 12, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học 2021-2022 trước ngày 30 tháng 6. Đối với những địa phương không thể hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 vì lý do bất khả kháng, cần kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.